Hôm nay là Cường thấy là Khanh mặc bộ đồ rất là đẹp, mà lần đầu tiên mà Khanh mặc áo dài của thiết kế Đồ Mạnh Cường thì cảm giác của Khanh như thế nào? Khanh thích là hay, rất là thích, là bởi vì những cái tiết tấu của cái hoa đó nó rất là nổi, và những cái kiểu design thì nó rất là trẻ trung. Tuy là nó design nhưng mà nó vẫn mang một cái thuần túy là cái áo dài của Việt Nam, cho nên Khanh rất là thích. Nó mang một cái tính chất là vừa cổ điển mà pha chút hiện đại. Cảm xúc của Khanh thấy là cái sự kết hợp này như thế nào? Thực sự ra là quý vị ơi, Kiều Khanh chưa hề để mà đến mà đo. Thường thường áo dài là mình phải đo, đúng không quý vị? Là phải đo từ cái eo, từ cái ngực, từ cái cổ, everything. Nhưng mà hoàn toàn không có đo. Nhưng mà khi mà Đỗ Mạnh Cường đưa cho Kiều Khanh mặc thì tất cả là coi như là vừa khít luôn. Theo Kiều Khanh nghĩ rằng là bất cứ một người nào dù có hơi trào một tí, hoặc là ớn một tí, hoặc là như thế nào đó, mặc đều được áo dài của Đỗ Mạnh Cường cả.